Lưu Dược Phi và Trần Hiểu, tình bể bình trong Mộng Hoa Lục. Mới đây, loạt ảnh hậu trường của Lưu Dược Phi, Trần Hiểu được trở thành đề tài được bàn luận trên mạng xã hội. Hai diễn viên đang hợp tác trong phim cổ trang Mộng Hoa Lục. Dù chỉ là ảnh chụp trộm, netizen vẫn hết lời khen ngợi nhan sắc của cặp đôi và nhận xét họ có tương tác ngọt ngào như một cặp đang yêu nhau thực sự. Khoảnh khắc Lưu Dược Phi nắm lấy tay Trần Hiểu cùng sánh bước vô cùng lãng mạn. Nữ chính mang nét đẹp dịu dàng, trang phục trắng khí chất như tiên tử, còn Trần Hiểu là mỹ nam anh tuấn như bước ra từ tiểu thuyết. Trước đó, cảnh hôn của Lưu Dược Phi, Trần Hiểu cũng bị tiết lộ. Khán giả cũng phấn khích vì tràn ngập không khí lãng mạn, ngọt ngào. Mộng Hoa Lục chưa phát sóng nhưng fan đã nhận xét cặp diễn viên chính nhìn rất đẹp đôi. Lưu Dược Phi trở lại thời kỳ đỉnh cao nhan sắc, tạo hình cổ trang xứng đáng với danh hiệu thần tiên tỷ tỷ. Sau khi giảm cân, nữ diễn viên khiến cho công chúng trầm trồ với gương mặt thon gọn, làn da trắng sáng và khí chất nữ thần cổ trang khó ai có thể sánh bằng. Vì phản ứng của cặp đôi chính quá tốt nên khán giả tò mò, chẳng biết Trần Nghiêm Hy ở nhà sẽ cảm thấy thế nào khi nhìn thấy những bức ảnh tình tứ của ông xã ở bên người đẹp. Nhất là trong tình huống đã lâu, Trần Nghiêm Hy không đóng phim mới, chỉ có mỗi Trần Hiểu là tất bật chăm chỉ trên phim trường. Vừa rồi, Trần Hiểu cũng vừa quay xong phim Băng Vũ Hỏa, đóng cùng Vương Nhất Bác. Lưu Dược Phi từng vào vai cô trong phiên bản Thần Điêu Đại Hiệp năm 2006. Còn Trần Hiểu lại đóng Dương Quá trong phiên bản 2016. Nhiều người nhận xét rằng đây là cặp đôi định mệnh và trông đợi tương tác ngọt ngào của cả hai. Mộng Hoa Lục kể về nữ chính Triệu Phán Nhi, cô chủ một quán trà không may bị hôn phu do Trần Hiểu đóng, từ hôn. Tên này trước đó đã đậu thám hoa hạng 3 cuộc thi đình, sau đó dọn lên kinh thành sinh sống. Phẫn nộ xen lẫn thất vọng, nữ chính khăn gói lên trốn kinh thành xa hoa để tìm lại kẻ đã phụ tình mình năm xưa, làm rõ mọi chuyện. Trên đường đi, Phán Nhi đã cứu giúp nhiều người phụ nữ khác, cũng phải chịu nhiều thiệt thòi. Không nặng về tình cảm, bi thương như bao bộ phim khác, Mộng Hoa Lục mang đậm tính nữ quyền được ẩn chứa trong câu chuyện tự mình đổi đời của Triệu Phán Nhi và hội bạn gái vào thời phong kiến. Lưu Dược Phi quay lại mảng phim truyền hình sau khi diễn xuất trong phim điện ảnh Hoa Mộc Lan bị chê cứng, không có gì ấn tượng và bị một bộ phận netizen chê cười là thuốc độc phòng vé. Fan kỳ vọng nữ diễn viên sẽ lấy lại phong độ với dòng phim cổ trang là thế mạnh. Tạo hình của nam chính Trần Hiểu cũng nhận được nhiều lời khen. Nam diễn viên từng nhiều lần vào top nam thần cổ trang của màn ảnh xứ Trung. Kiểu tóc búi cao tôn lên gương mặt sắc nét, nam tính. Tạo hình của Trần Hiểu vừa có nét nam tính, đáng tin cậy, vừa có nét dịu dàng, ấm áp. Nhan sắc của mỹ nam xứng đáng đứng bên thần tiên tỷ tỷ Lưu Dược Phi, tạo nên một cặp được mong chờ hàng đầu trong thời gian tới. Nữ phụ của phim là Liễu Nham và Lý Thuần đều là những diễn viên có kinh nghiệm trên màn ảnh. Liễu Nham vừa có phim giành giải tại Kim Lê 2020. Lý Thuần gây ấn tượng với vai lệnh phi thủ đoạn trong Như Ý Chuyện. Trước đó có thông tin Dương Siêu Việt sẽ đóng nữ phụ của Biện Kinh Mộng Hoa Đồ. Khi danh sách diễn viên không có tên Dương Siêu Việt, nhiều khán giả thở phào với diễn xuất non nớt, Dương Siêu Việt bị nhận xét sẽ trở thành gánh nặng cho các bạn diễn nếu tham gia phim.